Ôi, tiếng yêu của em. Giờ chúng mình sẽ thành một cặp. Nàng ơi. Dạ, chào anh. Em thật xinh đẹp. À, hôn nhé. Lên lêu. Hả? Đúng lời con sợ ơi. Mình quá xấu xí. Tin nhắn à? Tinh linh là tuyệt nhất. Mình phải trở thành tinh linh. Làm như thế nào nhỉ? Xanh lá. Mình phải thay đổi kiểu trang điểm. Chúng ta có gì ở đây? Ôi wow, quá trời đồ luôn. Cây son đỏ. Tất nhiên là một chút kim tuyến màu tím. Chắc chắn sẽ rất đẹp. Ơ à! Nhìn mình giống như Grinch hơn. Không thể để thế này. Ok nè. Mình sẽ trang điểm lột xác. Đây là màu dành cho mình. Xong. Chuẩn không cần chỉnh. Lại đây nào kẹo gậy ơi. Hãy rắc chút phép màu. Thật kỳ diệu. Đẹp quá nè. Chắc là hiệu quả đấy. Có vẻ rất đẹp nha. Đắp thử xem sao. Vỗ vỗ vỗ. Và bùng. À! Lại nào. Bùng. Oh wow. Gương mặt mới phanh. Xinh dã man luôn. Ôi ngứa quá. Biến đi. Tóc tai như tổ quạ. Mình cần lược. Bị kẹt rồi. Mình sẽ phải cắt tóc. Không. Hơi lố rồi. Quay lại, tiếp. Suýt thì tòi. Nghĩ đi, nghĩ đi. Ok đấy. Mình sẽ là tóc. Mượt như răng siêu. Chi tiết cực kỳ quan trọng. Mình có một ý tưởng. À, che vào đây nè. Trang trí một xíu nữa. Wow. Ủa sao vậy? Tóc tẩy khắp mọi nơi. Bừa bộn quá. Ui da. Ow. Tạm biệt nhé. Bắt tay vào việc nào. Lô hội nè. Còn tốt hơn son giữa. Thích ghê. Mình còn thiếu gì đó. À, đây rồi nè. Trắng. Dùng thế nào nhỉ? Đúng rồi. Lại đây. Phải thử mới biết. Ai mà không thích kim tuyến màu xanh chứ. Không có cách nào tốt hơn. Và... bùng. Một sản phẩm mới. Xem nào. Mình thích nó. Ôi không. Phải lau đi ngay. Còn gì nữa. Mình vẫn thấy thiếu thiếu. Mà chờ một chút. Mình cần cái này. Và một ít keo. Mình có một ý tưởng. Và việc nào. Cảm ơn keo. Thêm một que kẹo nữa. Tuyệt vời. Chờ nhé. Voila. Wow. Có một không hai. Để xem bên trong có gì nhỉ. Sao có thể như thế được. Ôi không. Vứt. Còn móng tay thì sao ta. Mình sẽ tỉa bớt đi.
Vào việc thôi. Đi kẹt rồi. Tạm biệt. Bingo. Chuẩn không cần chỉnh. Màu cam là màu mới của tinh linh. Hay ya. Mong là hiệu quả. Măm. Ngon xỉu. Ôi kìa. Nữa, nữa. Sao lông trái cây hả? Đói bụng. Xong hết rồi. Đậu phộng. Eo ơi. Quần áo của mình. Ông già Noel, có đúng là ông không? Ừ. Ông lại đây. Con gái này bị điên. Nhìn cháu này. Tinh linh thực thụ. Tuyệt cú mèo. Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Một chiếc bánh quy gừng. Ai đã ăn mất một nửa? Bừa bộn quá. Phải điều tra mới được. Đi theo vệt bánh. Bánh quy ngon. Ngọt 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 ngọt. Ông già Noel, đưa cho cháu. Mình thích bánh quy này. Đặt bánh ở đâu nhỉ? Phải chỉnh sửa một xíu. Giống như thế này. Hãy xem nào. Đẹp. Mình đã sẵn sàng đến trường. Nhìn kìa. Ừ, chính là tớ. Rất xinh đẹp phải không? Này. Này em. Đồ ngốc. Ngầu quá. Hôm nay nhé. Vâng. Chết nè. Em đang làm gì vậy? Bây giờ ai mới xấu xí? Em thắng, em thắng. Không vui chút nào. Đó chỉ là thí nghiệm thôi. Ôi, biến đi dùm. Nhớ mặt. Giờ thì bắt tới nè. Đau quá. Ôi, giảm sinh vui. Đau quá. Ui da, làm ơn đừng. Ôi không. Kinh quá. Cậu sẽ phải trả giá. Bé Tư. Ok là cái. Hay lắm bé Tư. Các cậu rồi sẽ hối hận. Trả thù ngọt ngào. Thôi xong, mình phải chạy đi. Cái đồ quái dị. Ôi, nhân loại. Ouch. Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì? Đó là quả bom mà. Gracia. Tất nhiên. Cậu ấy phải giao lưu nhiều hơn. Của cậu phải không? Của tớ. Cảm ơn cậu nhiều. Tớ xin lỗi. Lưng tớ. Không, mình không thể ôm. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Cũng không tệ đâu. Thoải mái thì Rage. Đó, cũng được ha. Tom, sao cậu dám? Trò biết mặt. Trò con vịt xấu xí. Tớ xin lỗi vì chuyện đã xảy ra hôm nay. Chào Tom. Cái đồ dở ơi. Cậu ta cười gì vậy nhỏ? Ôi không. Xấu xí. Roxy. Các cậu sẽ phải trả giá thôi. Không ai được cười nhạo mình. Mình tính đã. Tớ vẫn chán mấy trò đùa rồi. Kryptonite Giáng sinh. Cất bỏ đi. Tớ sẽ về phe cậu. Cậu đang làm. Cậu sẽ phải tần tràng lột xác đấy. Tom, đợi tớ với. Chào mừng Netflix. Khoan, giày kìa. Tớ không tháo ra đâu. Tớ nói. Phải nha. Cậu không nói đùa nhỉ? Ủa, giờ này sẽ giải lắm đấy. Bắt đầu được rồi. Không xem phim hả? Tớ nói rồi, cậu phải trang điểm lột xác.
Bắt đầu với máu và bàn chân. Vào việc. Ngồi im đấy nhé. Ôi da. Sức mạnh của siêu nhân. Dù sao cũng lấy được rồi. Xong. Mà chờ một chút. Cậu có bao giờ tắm không đó? Ôi, tôi có ngón tay. Tạm biệt tóc hồi dình. Thật luôn. Phải dùng đến biện pháp mạnh. Sẽ ổn thôi. Rachel chuẩn bị này. Ôi giời, tôi chưa cạo lông bao giờ. Đâu cần cạo hết như thế. Cọ rửa. Nhột nhột nè. Giờ thì rửa đi. Wow, trông cũng bình thường thôi. Cứ tưởng chân màu xanh. Cậu có thích không? Chà, đúng rồi, không phải màu xanh. Lại còn có cacao nóng nè. Quá đỉnh luôn. Marshmallows. Ngon thật ngon. Hết giải con bà bảy. Khiếp người luôn đấy. Ngay cả với cậu. Tom, cậu muốn uống không? Thôi khỏi. Được rồi. Grace, cậu không phải màu xanh đâu. Mặt nạ này sẽ giúp cậu khám phá ra làn da thật. Tớ đã thấy video có công thức cực hay luôn. Trứng và bột mì. Nấm sữa. Thật nhiều. Và mình cần gì đó mềm để khuấy. Chân không cần chỉnh. Phép màu đấy. Cậu đang làm bánh quy Giáng sinh hả? Không, nhìn cậu sẽ thơm như thế. Và cái này thơm nước mũi luôn. Sẵn sàng. Ngon ngon. Thơm hết sảy. Không phải để ăn đâu. Trông cậu như cái bánh. Giờ thì lau mặt đi nhé. Cảm giác thoải mái quá. Nè, tớ xanh. Mặt nạ đấy. Này. Thật sao? Wow, tớ thấy vui quá. Khiếp quá. Tớ biết mẹo này trên TikTok. Xem có hiệu quả không. Cười nào. Cười á? Đánh răng nào. Có vẻ có tác dụng. Vậy. Sô cô la. Thôi nhầm to. Mình làm theo cách truyền thống đi. Há miệng nào. Người yên. Sẵn sàng. Vào miệng. Phải làm cho thật kỹ. Chắc là đủ rồi đấy. Đánh răng. Sạch. Tháo ra đi. Tớ đã sạch chưa? Đỉnh quá. Cứ như da mới. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Phần dễ dàng. Ôi trời. Cứ tưởng đây là phần dễ dàng. Tớ sắp chảy được rồi. Đừng có lo. Mọi chuyện đều ổn cả. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Tiếp theo máy là hoạt động đi. Bắt đầu. Mềm quá. Tạo kiểu nữa là xong. Được rồi, mình còn làm đẹp hơn. Tóc cậu giống như cây thông Noel. Wow, lấp lánh quá kìa. Tom, tuyệt quá đi mất. Quả cầu Giáng sinh hả? Móng cậu đấy sao? Sao thế? Không thể để thế này. Kiwi có chất chống oxy hóa. Lại còn thơm ngon nữa chứ. Một mũi tên trúng hai đích luôn. Có thích kiwi. Wow, tay kiwi. Wow, ngon xỉu. Biết ngay mà. Móng chỉ gì quá thôi. Ôi, tớ có ngón tay. Tớ đã quên đi màu đó. Cậu có thích không? Ôi, cậu đùa tớ hả? Đẹp muốn xỉu mà. Môi tớ. Môi nứt nẻ quá. Ouch. Nhìn cũng thấy đau rừng. Để tớ xử lý. Hôm nay có mọi thứ mà mình cần. Nhưng không dùng màu. Tớ không thích màu hồng. Không sợ đâu, đâu có dùng cái này. Và tớ là kẻ lập dị. Hoàn hảo luôn này. Một nhánh thôi. Lô hội có nhiều công dụng lắm. Mình cần son dưỡng môi. Phải dưỡng ẩm cực kỳ tốt mới được. Hơi nhớt nhỉ. Nhưng chắc chắn rất có lợi.
son dưỡng lô hội hả? Ông nghe kỳ cục quá à. Nhưng trông rất thú vị. Để thử xem. Cảm giác tươi mát ghê. Wow, tuyệt. Ha, tiếp theo. Bây giờ trang điểm cho cậu nhé. Đó là hộp thần kỳ sao? Hơn thế. Kem nền này. Đây là mẹo trang điểm tớ mới học được. Trang điểm ở ngay trên này, y như trang điểm trên mặt cậu. Giống như kỹ thuật gương. Nhưng chưa có phấn mà. Màu của cậu chắc chắn là kẹo gậy Giáng sinh. Ngon hết sảy. Đúng là hợp với cậu. Và tớ chỉ cần lấy một vài mảnh, giã cho thành bột luôn. Giã mạnh. Yeah, gậy màu hồng. Có ngọt không? Để tớ thử. Ngon lắm. Giờ thì đổ lên. Cậu đã sẵn sàng chưa? Khoan. Đau quá đi. Cho tớ xem. Gỡ màng bọc này ra. Sao? Tớ đã xinh chưa? Cậu tự xem đi. Thơm. Đừng lo mà. Để tớ sửa. Thế giờ tớ đã xinh đẹp chưa? Tom, nói đi. Có ổn không? Chúng mình vẫn phải tìm trang phục mới. Chờ tớ ở đây. Ho ho ho, có nước gì nào? Cái gì vậy? Xem tớ trộm được gì này. Quá rộng hả? May mà tớ đã học khóa thiết kế thời trang. Dễ như ăn bánh. Cậu mảnh rẻ thật đấy. Tớ là đứa nhỏ nhất trong nhà mà. Bộ đồ của ông già Noel đủ cho cậu. Xong rồi. Cậu nói đúng, thoải mái quá à. Wow, màu đỏ là tuyệt nhất. Wow, nhìn cậu xinh quá. Hả? Gì thế kia? Tớ đã nói gì về cái này rồi? Như thường lệ, tớ sẽ sửa. Tớ sẽ làm giày Giáng sinh mới toanh cho cậu. Kim tuyến. Đừng nhiều quá, tớ không thích. Ha, giờ tớ cần sơn xanh. Không biết ở đâu. Great, cậu nên đến gặp bác sĩ. Nhưng vẫn được. Phải dính dính mới được. Này, giống nước mũi của tớ. Ai mà đoán được. Thêm quả cầu Giáng sinh. Thêm. Phải, nhưng đập ra. Tớ thích phần này. Wow. Phép màu Giáng sinh này xảy ra. Sơn màu xanh ở đằng này. Chân rồi. Suýt nữa thì quên mất giày giày đấy. Tại sao cậu này? Wow, có không khí quá à. Wow. Ôi, đi thôi. Tớ mua về từ Berlin. Ai vậy? Các cậu đi đâu hả? Mày. Xin chào. Ôi, quả cầu Giáng sinh. Bậy. Tránh ra. Tóc cậu xấu ẩm. Roxy. Sao cậu nói tớ thế? Mình làm bạn đi. Đừng mơ. Cảm ơn tớ sao nhá. Báo ứng. Cậu có sao không? Nào, để tớ yên đi. Cả hai cậu đều thảm hại. Kìa, Rachel. Gì? Ouch. Khuôn mặt xinh đẹp của tôi. Này, cậu thấy thế nào? Không, không được. Đi mà, chúng mình sẽ thắng rồi. Được thôi, chỉ vì cậu giúp tớ đấy. Yay. Chuẩn bị mà trầm trồ. Và không chỉ có thế. 1, 2, 3. Ôi không. Ủa, mày đi đâu vậy trời? Mất từng khoảnh khắc. Tuyệt, cảm ơn. Ôi, đẹp lắm con gái, Savi. Nhưng... nhà mình cần phải chuyển sang căn hộ khác rồi con. Dạ. Đây là nơi nào? Cứ như cửa hàng giá rẻ vậy. Con không thể sống ở đây đâu.
mình sẽ tân trang toàn bộ căn phòng. Đầu tiên là bỏ hết đồ vớ vẩn đi. Giờ thì làm mới thôi nào. Yeah, như phô mai nướng. Vào việc thôi. Đây là cách mình lăn theo nghĩa đen. Mong là được. Wow, như bình minh tuyệt đẹp vậy. Wow, sống động quá. Mình thực sự... Wow, wow. Không thể tin được mình ngã sấp mặt. Gì vậy? Mình có một ý tưởng cực hay. Dinh thự của gia đình Adam. Mẹ đầu tiên sẽ cực cháy cho xem. Nhẹ và từ từ. Vẫn còn thiếu gì đó. Các bạn có nghĩ giống như tớ không? Tuyệt vời luôn. Mình ngắm hoài cũng không chán. Hơi bị cứng đó nha. Mình có thể làm gì được nhờ? Để mình... đâu rồi ta? Thấy rồi. Muốn xem siêu năng lực của tớ không? Tua nhanh giúp tớ đoạn này với. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Để kéo dây lên nào. Yeah, chuẩn không cần chỉnh luôn. Giờ thì cắt dây thôi. Boom. Xinh quá phải không? Dễ tuyệt. Lại giúp tớ tua nhanh đoạn này nhá, có được không? Phủ kín rồi. Đẹp. Và thoải mái nữa. Mềm quá à. Gì đó? Gương ơi, ngựa ở trên tường ta cần làm mới. Tuyệt, gắn thêm dây đen nào. Xinh. Gương ơi, ngựa ở trên sàn, ai là người khéo tay nhất vũ trụ này nào? Là tớ chứ ai. Chuẩn luôn nè. Đẹp quá. Hoàn hảo, đã đến lúc quay TikTok. Mình lúc nào cũng muốn quay thế này. Giờ mình có gương đẹp để sống ảo rồi. Bái cháy luôn. Giờ sao? Mình cần thứ gì khác? Gì đây? Khiếp quá đi. Phải xử lý cái này mới được. Để mình trải ra đã. Chuẩn. Có gì trong này ta? Mình không biết làm gì với cái này. Được rồi, không được thì cũng phải được thôi. Đầu tiên là tạo đường viền này. Chuẩn, thế đó. Pablo Picasso với trường phái lập thể đã ban cho mình sức sáng tạo này. Ông ấy sẽ tự hào. Tốt lắm. Ghê bố chú đã. Mình sẽ cần một cái thảm. Gia đình của Adam có bán đồ cũ hay sao á? Tốt. Bừa bộn phát sợ luôn. Phải phân loại ra mới được. Xem nha. Flash, em nhanh hơn anh nha. Giờ mình có thể nghỉ chút. Chúc ngủ ngon. Phắn đi. Đùa tôi hay gì hả trời? Mi ở đâu? Đã khóa mục tiêu. Đâu tôi? Mình phải làm gì đó để bắt nó. Đeo kính của Tony Stark. Biến đi. Mình có một ý tưởng. Nhìn ta lắc lư đây, con ruồi xấu xa. Biến đi. Không ai ngăn được mình. Chắc được đó. Mình sẽ tạo ra màn chắn mà không kẻ xấu nào đi qua được. Đã đóng chặt. Đặt lên đây nè. Tuyệt, giờ mình có thể trốn rồi. Không, mình không được vào đây. Đi ngủ thôi. Gì?
Giáng sinh rồi, mình quên mất. Trang trí nhà thôi. Mình có gì nào? Đúng thứ mà mình đang tìm rồi nè. Để xem nào. Biết đâu mình sẽ tìm được cô Mariah trong này. Không, chắc để sau đi. Mấy cái này xinh quá. Trang trí được không ta? Không, nhận này thôi nhá. Được rồi. Cậu là ai? Yêu tình Giáng sinh đây. Chúng mình có việc cần làm. Yêu tình? Và cậu làm gì ở đây? Tớ đến đây để giúp cậu trang trí nhà Giáng sinh. Tuyệt. Hay lại đây. Vậy đâu là cái cái đồng người em đâu? Tớ không có. Chúng mình sẽ làm gì đây? Tớ có thể dùng các hộp cũ này cho phép màu Giáng sinh. Để tớ chùm lên. Wow, cứ như phép màu. Hả? Giúp quá thế thôi á? Giờ tớ lại phải làm một mình rồi đây này. Có gì ở đây ta? Mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ cần thêm que gỗ. Rôm không mọc lên trong một ngày, nhưng trang trí Giáng sinh thì có đấy. Giờ thì nối vào thế này. Tô màu cho chúng nào. Chúng mình bắt đầu cơ bản thôi. Chuẩn không nào? Boom! Phép màu Giáng sinh. Woohoo! Ngôi sao của mình sẽ sáng hơn cả sao bắt đầu. Xinh quá nè. Đặt vào đúng vị trí thôi nào. Hãy tỏa sáng. Dễ thương xỉu. Nhưng còn cần thêm một thứ. Để mình xem nào. Dây kim tuyến lấp lánh nè. Yeah. Giống như khiêu vũ. Vòng quanh. Yeah. Mình thấy hơi chóng mặt rồi nè. Quả cầu Giáng sinh. Trang trí Giáng sinh nhất định không thể thiếu những quả cầu sặc sỡ. Bạn dựng phim ơi, lại giúp tớ tua nhanh nhá. Và xong. Tuyệt. Bước cuối cùng nè. Tỏa sáng. Lúc nào cũng ở đỉnh của cây. Giờ Giáng sinh có thể chính thức bắt đầu. Nhưng căn phòng trông vẫn chưa có không khí lắm. Mình nên tiếp tục trang trí thôi. Bước 1, lấy đồ ra khỏi hộp. Mình phải đi tập gym nhiều hơn. Mục tiêu mới trong năm mới. Chưa xong rồi nè. Đến phần hay thôi nào. Trời, phải nhanh mới được. Mình có thể nghe thấy tuần lộc đang đến. Chào đón ông già Noel nè. Let it go, let it go. Giường cũng mang chủ đề Giáng sinh luôn. Yeah, rất ấm áp rồi. Mình làm trên cờ xuất sắc luôn. Là đỉnh của job. Cuối cùng cũng có không khí Giáng sinh. Căn phòng cũng tuyệt đẹp nữa. Con yêu. Mẹ về rồi. Mẹ có thích phòng con không? Có chứ con, mẹ rất tự hào về con. Quà. Con cảm ơn. Mùi gì vậy? Bố con đang nướng bánh quy đấy. Đi thôi. Yeah. Đi thôi. Thành công rồi. Chuẩn. Dừng lại, hai cậu kia. Chuẩn nhanh. Khoan đã. Này, khoan. Dừng lại. Ê, đây đã. Ngon lành nhờ. Tìm thấy rồi. Hai em quên mất quả Giáng sinh này. Em cảm ơn. Màu em thích này. Wow, màu xinh ghê. Cái con hâm này. Đó là món trang trí em thích nhất đấy. Sao em dám? Chị ghét màu này lắm.
Tuyệt hơn nhiều rồi. Quả táo nhãn lồng này. Em trang trí kiểu của em đây. Tưởng dễ ăn à? Gì? Dính trưởng nha. Em sẽ trang trí mọi thứ bằng màu xanh lá. Ok, nhưng em phải ăn đồ xanh lá trong 24 giờ, được không? Thế thì chị ăn mỗi đồ màu hồng nhá. Ok. Đây sẽ là món cocktail lành mạnh nhất có mà mình thích. Và rau xanh nè. Và nguyên liệu cuối, nước chanh. Bật nè, tuyệt. Xong rồi đấy. Ngon xỉu. Sao em uống hay vậy? Lúc nào cũng thắc mắc chả mắc. Đồ cùi bắp. Sao mà cứng thế này? Nhìn kìa má ơi. Chị làm cái gì đấy? Không thèm nữa đâu. Ngon đó nha. Chiếc sandwich của mình quá đỉnh. Làm một cái xem nào. Chị phạm luật rồi kìa. Không nghĩ. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Không được. Ở kìa. Không tính nhá. Sắp hết rồi. Vậy thôi, ăn hết luôn cho rồi. Nhưng mà mình phải bóc ra. Ok, trời lớn luôn xem nào. Tới công chuyện. Đừng mà, đừng mà. Luật 5 giây. Đến lúc qua rồi. Wow, em gái sẽ thích lắm đây. Cưng quá đi. Tớ thấy chưa mà. Wow, xịn hơn luôn. Wow. Này là của mình. Wow. Mua cái này cho bà chị đây. Em mua hết ạ. Hóa đơn đây. 5, 10, 20. Vậy đủ chưa ạ? Em mua được mỗi cái này thôi. Hả? Dạ vâng. Đó như con sói. Chuẩn khúc cân chỉnh. Gì? Màu của chị đấy em gái. Cảm ơn.
ghê. Nhưng lành mạnh mà. À? Ừ. Chùa này. Nào, tới ngay. Hai đứa bị phạt. Đắp mặt nào. Hả? Ai thế không biết? Anh yêu nhắn mình nè. Sao em lấy luộc của chị thế? Hả? Đến lúc trời khăm rồi đấy. Gì thế nhỉ? Chuyên nghiệp quá ta. Này, em đang làm gì đấy? Ơ? Em gái dễ thương ơi. Gì? Bất công quá đi. Em mệt trò này lắm rồi. Giờ uống thôi. Có phải màu của chị đâu. Ăn kiwi nào bà con. Ngay đây. Thèm thịt quá. Amazing. Công chúa bé xinh ơi. Em để quên. Cái gì? Đây là đồ ăn màu hồng mà. Quên mất món kem rồi. Hả? Chứ không phải chị hâm thôi. Biến nước ngọt thành slime đi. Gì? Không vui đâu. Chị vẫn sẽ dùng đồ trang trí hồng. Mơ đi. Không. Là của chị sao? Wow, em xin. Cái này đỉnh quá.
Cảm ơn em gái. Tự mình cùng trang trí cây thông đi. Ok. Món xịn nhất của chị nè. Oh, wow. Tình nghịch quá ta. Anh nè. Đương nhiên. Chào cả nhà. Xem ly nước xanh dương của tớ nè. Để xem ai thắng. Mình giỏi hơn mà. Chị ấy định làm gì vậy? Say nào. Tươi à. Như vậy mới hoàn hảo ngon lành chứ. Yum. Thế này ngon hơn nhiều. Không sao, mình vẫn có ly nước xanh mà. Hảo hạ, đúng như mình nghĩ. Để xem chị thấy sao nhé. Con bé sẽ không thắng đâu. Màu xanh là được. Có gì màu đỏ không? Nào tương cà. Mình có thể ăn luôn. Đỏ mà. Mình cũng tô màu được vậy. Ôi không, không, không. Xin đừng mà. Ăn được rồi đấy này. Để xem ai thắng nhờ. Không, iPhone sẽ là của em. Sao em dám? Của chị mà. Mơ đi của em. Ôi không, kẻ rồi. Ôi không. Vậy là tụi mình hòa nhá. Dạ. Ai bay bượt hả? Hai đứa, chuyện gì vậy? Xin lỗi bố. Thất bại rồi ạ. Đừng lo mà, bố đã mua iPhone cho cả hai rồi. Oh yeah. Hả? Ngon.